Đây, em ra đây. Tháo cái chân ra thì đây nó có cái tô vít này, đúng không? Dùng xong rồi đặt ra đây. Bạn này tháo cái bát chân ra. Nên khi mà lắp xong rồi thì thường thì mình sẽ không cần phải tháo ra đâu. Đây nha, lắp vào này. Mình đặt này, đeo theo chữ mũi tên nhá. Đúng không? Rồi. Máy theo chữ mũi tên đặt nghiêng này. Ấn xuống, chốt vào. Đây nha. Khi nào mình muốn lấy máy ra, nớ chốt ra. Gạt đây. Nhắc nghiêng ra. Nghiêng máy ra, nghiêng đúng máy không? Ra. Đặt nghiêng máy này. Đặt nghiêng ấn máy, xuống này. Vào. Chốt vào. Đó. Xong rồi nhá. Xong rồi thì cái này là ban lên xuống này. Rồi. Đó. Được rồi thì em chốt lại này. Chốt này. Cái này là lới ra để ban trái phải này. Chốt chân. Đó. Nếu không muốn ban nữa thì chốt lại này. Rồi. Cái này thì khi mình làm ví dụ như em làm bóng đá chẳng hạn đấy thì mình sẽ phải lới hết ra để mình ban theo bóng. Có nghĩa là cả hai đúng không? Đúng rồi, đấy là còn khi nào mình không muốn ban thì mình chốt nó lại thôi. Đấy, đây nó có cái livo thăng bằng để em muốn lấy thăng bằng của cái máy này nó không bị lệch trục ấy. Ừ. Thì em lấy cái này ra, em nhìn cái livo này, lấy dưới chân này này. Đây này. Chân này. Ừ, đấy. Rồi. Nhìn livo thăng bằng rồi thì mình siết chặt nó lại. Tại vì là nhiều khi là ở cái mặt bằng của cái nền nhà hay của cái địa hình mình đứng là nó không cân. Rồi. Đấy, lúc đấy mình sẽ đánh thăng bằng. Rồi, lấy thăng bằng rồi đấy. Đúng không? Khi nào mình muốn dương chân cao hết thì mình mở chốt ra, mình đẩy chân lên. Đó. Đúng không? Đó, rất là xuống, lên xuống. Ở đây. Đó nha, đây là chân máy nhá. Thế còn máy quay thì... đây, anh sẽ lấy một chiếc máy này anh dẫn cho em dễ. Anh hướng dẫn luôn cả phần tháo lắp thẻ, lắp từ đâu, mở đây, từ đâu. Đây là chiếc 70 này. Mở máy ra thì là nó lên đúng không? Rồi. Rồi, đây là hai cái khe cắm thẻ nhớ. Một thẻ gì đây? Đây là khe trên và đây là khe dưới. Em có thể quay hai thẻ liền lúc cũng được. Khe dưới là có nghĩa là có hai thẻ, mình đút hai thẻ ở đấy. Đúng rồi. Rồi. Cách lắp không nhiều đấy. Đúng rồi. Cái thẻ của máy này có vừa cái đấy nhỉ? Được, cứ là SD là được. Thế à? Đấy, cách lắp theo chiều thì vát ở xuống dưới. Đúng không? Rồi. Ấn vào. Cứ nhìn cái dấu vát xuống dưới. Đấy. Cái mặt ấy nó vào người mình. Nếu mà nó em góc chéo ngược, thế nó có nếu góc mà chéo. Em cắm ngược nó cũng không được cả. Ừ. Với cả đây này nó có thẻ nhớ đây này. Đúng rồi. Hình cái thẻ đây này. Dạ. Đấy. Chiều vát xuống dưới. Đúng rồi, vát xuống dưới này. Ấn vào được. Được. Khi cắm vào mà nó báo như này thì mình phải format nó đi. Format định dạng cho cái thẻ nhớ. Format thì vào đâu? Menu này. Bấm menu ở đây này. Bấm menu. Menu này. Rồi. Menu ở xuống. Dưới. Xuống dưới cùng cho anh. Xuống này. Chọn media format này. Media format này. Chọn này. Mình đang cắm thẻ ổ A. Mình chọn ổ A này. Chọn này. Ok này. Là format này. Đúng rồi. Anh à. Muốn sao chứ giải phóng rồi em gửi định vị thôi. Đấy. Thì là xong format xong rồi báo complete ấm ok là xong nhá. Muốn sử dụng cái menu ấy thì là mình bấm menu này. Và dùng cái phím right stick lên xuống trái phải và chọn ở giữa này để mình dùng đó. Lên này. Xuống này. Sang phải này, sang trái này. Anh hướng dẫn chậm chậm chọn một tí này. Nhá. Đúng không? Rồi đấy, đấy là dùng menu nhá. Tí này anh hướng dẫn dùng menu. Bây giờ là hai phím điều chỉnh là menu và cái phím bên đấy thôi đúng không? Rồi. Bây giờ là cái máy này. Nếu như mà em dùng auto thì mình để auto hoàn toàn đấy. Auto có nghĩa là mình để tự động hết đúng tự không? Động nó hết. Tự động điều đúng chỉnh. Đúng rồi. Em gạt cái lắc này lên auto thì là máy nó tự động nó chỉnh máy. Em chỉ cần zoom ra lấy khuôn hình zoom vào zoom ra và bấm rec. Thế là nó, xong. Đâu bấm chỗ nào? Bấm rec đây. Đấy là quay. Bấm rec quay đây. Em bấm rec thì em bấm được ở hai chỗ, một là đây, hai là ở trên này. À hai phím. Đấy. Zoom thì nó có zoom ở trên và zoom ở dưới này. Dưới. Đâu còn một zoom nữa ở đâu? Đây còn zoom nữa, đây zoom trên đây nha. Rồi, trên biết rồi. Zoom ở dưới này.
và đây một zoom nữa này. Zoom này thì ví dụ em muốn dùng zoom thì em gạt lên đây thì cái vành này thành zoom này. Đấy. Nếu còn, mà có nhất thiết phải dưới, dùng cái zoom ngoài không? Dưới thì nó là focus, nó thiết kế để cho mình quay ở cái vị, cái tay anh em để như này. Ừ. Và cái tay em bấm như này và cái tay em cầm như này. Thì khi em cầm ở vị trí nào thì zoom ở đấy. Thì em zoom ở đấy. À, đó. Đấy. Hoặc đây ví dụ có thể tay này em tay em zoom đấy. Đây. Hoặc em zoom đây. Hoặc là zoom. Hoặc là khi em quay tác nghiệp máy ở tầm thấp như này thì là em zoom bằng ở trên đúng không? Đấy. Em zoom một nút back ở đây, dùng con cái zoom nút back đây. Đấy là cái thiết kế. Nút ở bên là nút quay đúng không? Đó. Đấy là zoom back nhé. Thế còn khi mà em muốn dùng manual, tức là dùng bằng cân bằng tay rồi là chỉnh sáng bằng tay theo ý mình, thì đầu tiên là em gạt cái này xuống, bỏ chế độ auto xuống manual. Gạt xuống manual thì ở trên máy nó có những cái thông số mà mình cần phải lưu ý. Đó, đầu tiên là F này là khẩu độ này, IDB này là cái kích sáng, nó như kiểu ISO của máy ảnh ấy. Cái này là decibel của gain, nó như là ISO của máy ảnh. Và năm cái đây là thông số của shooter và tốc độ phát hình. Và đây là hiển thị cái nhiệt độ màu, cân bằng trắng. Đầu tiên thì mình để ý đến cái tốc độ phát hình. Rồi. Tốc độ phát hình này thì mình sẽ luôn đặt nó là 90. Bấm vào shooter, nó sẽ bôi trắng này. Và xoay cái con ăn bé bé này này. Đó, lên. Bấm vào shooter thì xong nó bôi trắng thì bắt đầu mình mới đúng chỉnh rồi. Chế độ bao đúng nhiêu rồi. Bao nhiêu. Bấm shooter mà nó ở chữ A này này. Shooter thấy nó ở chữ A này này thì là đang là tự động. Bấm vào một cái nó bôi trắng ấy thì bắt đầu mình mới xoay con lăn này để mình chỉnh lên tốc độ mình mong muốn. Con lăn ở trên đó. Đây con lăn đây. Đấy. Thì mình thường thì chúng ta sẽ đặt nó ở 90 hoặc 100. Là đẹp nhất đi. Đúng rồi, là đủ tốc độ để bắt được bắt hình. Rồi, 60 thì khi nào tối thì mình mới để 60. Nhưng mà thôi mình cứ để 100 hoặc 90. Tầm khoảng 90 đến 100 90, nó bắt hình đẹp nhất. Đúng rồi, và nếu tối mình sẽ ánh sáng yếu thì trời tối đúng không? Mở khẩu hoặc kích gain. Rồi, là tốc độ nhá, tốc độ là mình để 100 nhá. Rồi, anh để sẵn là 100. Rồi. 100 là với máy đang để pan, còn NT nó sẽ là 90. Nó sẽ có 90 thì mình để 90. Rồi, tốc độ rồi thì bây giờ mình mới quan tâm đến khóa đến nốt cái gain và cái khẩu độ. Vì nếu mà mình mà để khẩu độ manual ấy, mình đóng mở như này thì gain mà để auto nó sẽ chạy theo. Nên là mình phải khóa luôn cả gain, bấm gain bôi trắng này. Bấm khóa. Bấm gain bôi trắng này. Rồi. Sau đó bấm khẩu độ này. Iris này. Bôi trắng iris này, mở iris ra. Nếu mà quay tối thì mở iris ra. Sau đó nếu mà thấy nó vẫn chưa đủ sáng. Có nghĩa là quay đến... trời tối mình mở iris mình điều chỉnh ánh sáng. Mình mở khẩu ra để cho ánh sáng nó vào rồi. Nhiều. Nhưng mà mình vẫn thấy là chưa đủ sáng thì lúc đấy mình phải mở thêm gain nữa gì. Đúng rồi, kích gain lên. Khi là đủ sáng rồi thôi, khi là thấy sáng quá thì hạ xuống. Hạ gain xuống. Đúng rồi. Cân bằng màu, ví dụ thấy màu sắc. Nhưng nó không có một cái chỗ nào để cứ khớp giữa gain và iris à? Hay là do mình tự điều chỉnh cảm nhận thôi. Đúng rồi. Hai cái đấy mình phải tự điều chỉnh. Cân bằng trắng. Có nghĩa là iris không đủ phải sang gain đi. Có nghĩa điều chỉnh mở gain trước. Mở gain trước thì. Gain không đủ mới dùng đến mở iris. Mở iris trước, mở iris không đủ thì mới dùng đến gain. Rồi. Gain là kích sáng mà. Vâng. Đó. Đến cái cân bằng màu. Cân bằng màu thì em bấm vào ngoài vào lăng này. Ngoài vào lăng này. Bấm ngoài vào lăng thì nó cũng bôi. Nó bôi trắng cho mình thế này. Và em xoay con ăn này em chuyển sang A hoặc B. Cân bằng màu A nghĩa này. Là cân bằng màu sắc ấy, cho màu nó không bị sai màu ấy. A này. Và bấm phím số 1 cho anh nhé. Bấm phím số 1 này, cân này. Số 1 thì nó hiện lên cái gì? 47 à? Bấm xong cân thì lên. Nó hiện lên này. Đó là là phím số 1 này. Ok. Em xin anh. Em xin anh. Đây có cửa này. Mở. Không quay được led rõ. Đó. Không quay mở. Là cân bằng màu. Rõ. Cân bằng màu nhá. Anh nói lại này. Em bấm vào phím quay vào lăng này. Sau đó bấm phím số 1. Rồi. Là cân.
Đó. Còn nếu mà khi em quay đâu? Là nhưng mà mình để ở khoảng bao nhiêu thì là phù hợp cho? Không, em cứ cân ở điều kiện nhất định. Ví dụ như là anh đang không. Quay cái khu vực này, anh bấm sáng. Bấm số 1 lên, bấm vòi và lăng lên. Sau anh bấm số 1 anh cân để cho nó lấy cái ánh sáng này cho nó chuẩn. Thế còn nếu mà em cân mà em vẫn thấy sai màu, vì có những cái lúc mà em quay ở cái dạp nó màu lõn chuối hoặc màu tím, hoặc là cái đèn nhét led nó đánh xanh đỏ tím vàng thì cân như này nó không được. Lúc đấy em phải chuyển nó xuống cái bấm ngoài của lăng, xoay cho anh xuống cái nhiệt độ màu này. Đó. Cái nhiệt độ màu này và menu. Nghe là điều chỉnh lên xuống vẫn ở cái xoay tròn đấy hả? Đúng rồi. Và menu. Vào menu. Chọn ngoài của lăng, tem set, chọn và lên. Tăng nhiệt độ màu lên. Phải hoặc, tăng ở đấy chứ không phải tăng ở phím kia. Tăng ở đây. Tăng ở đây. Tăng nhiệt độ màu lên hoặc giảm nhiệt độ màu xuống. Khi nào em nhìn thấy màu sắc nó đẹp rồi thôi, màu đỏ là màu đỏ, màu xanh là màu xanh, không bị ám vàng hay không bị ám xanh. Không bị mất màu sang màu khác. Thì này. Là được. Đó. Màu. Đúng rồi. Đó, đấy là đây cái đây là từ dùng từ anh chỗ này anh quay nhanh thế thì làm đây sao là mà nhớ được. Đây là màu nhá. Đây là anh hướng dẫn này. Nếu lại chỉnh màu nữa. Đúng rồi. Nếu như em cân bằng trắng này, em gọi cân bằng trắng lên, em để ở A như này, xong em ấm phím số 1 em cân như này, mà em thấy nó đẹp rồi thì thôi. Nhưng có một số điều kiện là em cân mà nó vẫn thấy nó sai màu, không thể cân nổi vì do ảnh hưởng ánh sáng. Lúc đấy em xoay nó về cái bánh xe này, xoay nó về cái nhiệt độ màu này. Báo nhiệt độ màu trên. Đúng rồi. Thì sau đó mình em chỉ bấm vào menu. Bấm vào menu. Vào menu. Chọn hình camera này, chọn này. Xuống white blank tem set này, chọn này. Rồi chọn nhiệt độ màu lên xuống. Ví dụ như này là đang hơi ám vàng này. Đấy, xuống như này thì nó lại xanh quá này. Rồi. Đúng không? Thế thì mình lên. Rồi như này là đủ này. Đấy, vừa màu này. Ok. Ừ. Xong, bấm menu thoát ra. Đó là chọn nhiệt độ màu. Lại ấn cái đấy là nó thoát ra luôn hay bấm menu, vào menu nó mới thoát ra. Tay anh ngón này anh bấm này. Đó, bấm menu thoát ra. Đó là nhiệt độ màu nhá. Thì cái anh hướng dẫn giữa dùng mở khẩu, dùng gain, tốc độ và nhiệt độ màu. Để em dùng trong hai điều kiện nhất định, anh tóm lại là ban ngày hoặc ban tối, đúng không? Ví dụ em quay buổi tối em sẽ dùng như nào và ban ngày em sẽ dùng như nào? Buổi tối là em để ý cho anh, một là cái ND filter này ở clear. Hai là đâu từ từ anh. ND filter này ở clear này. Buổi tối là phải quay để ở clear. Clear off xuống dưới cùng. Clear nhá. Xuống dưới cùng. Đúng rồi. Hai là iris. Iris này phải mở hết ra. Mở iris. Hết khẩu ra. Khẩu độ nhiêu? Đấy. Ở bao nhiêu? Mở hết ra. Mở ra ở bao nhiêu thì ví dụ như góc quay toàn này của nó là 2.8, nhưng góc cận lại của nó này là 3.7. Có nghĩa là mình cứ đấy, mở cái mình cứ mở hết ra khi là không có tác dụng nữa. Thường là 2.8 là đúng không? Là xong nhá. Iris mở hết ra rồi mà em vẫn thấy tối thì bắt đầu em kích gain. Kích gain lên để lấy đủ sáng. Rồi. Sau đó cân bằng màu. Sao lại phải cân bằng màu lại? Đúng rồi. Vào white blank lên A hoặc B. Cân luôn cái thế là xong. Quay ban ngày thì nó lại ngược với quay buổi tối. Tức là gì? Đầu tiên là em phải để ý cho anh là cái DB này này, gain này này, ban ngày thì là về không. Thằng này phải hạ về không đã. Rồi. Thằng này phải hạ về không đã. Sau đó nếu mà ở ngoài trời mà không có nắng thì em để cho anh ND1. ND1. Nếu mà nắng to thì em để ND2. Rồi, nắng to rồi mà để ND2 rồi mà vẫn thấy sáng thì đúng rồi. Em phải bấm shutter này, em nâng cho anh cái tốc độ này nó lên nó khoảng là 180. Shutter 150 hoặc 180. Rồi, sau đó vẫn thấy sáng thì bắt đầu bấm đến iris, khép khẩu độ vào được khoảng độ 7. Đấy, ban ngày là 3.7. Nắng to là em phải dùng đến khẩu độ khoảng từ 7 thì nó mới đẹp nhá. ND là phải để 2. Một độ F 0.7 7 gần 7 đúng không? DB 0. DB tốc độ 0. Thì khoảng độ 100 trở lên. Và 100. ND để ND2.
đấy là quay buổi nắng to nhá. Còn nếu mà trời bình thường, ngoài trời bình thường thì để ND1 và cũng để thế, khẩu độ thì khép vào 7, gain để 0, tốc độ thì em để khoảng 100 trở lên. Đó, đấy là quay ban ngày. Còn buổi tối thì lẽ anh nói rồi là cái này phải off nó đi. Đúng rồi, off nó đi. Đó, đó là buổi tối, hoặc nếu mà trường hợp mà trong phòng tối. Đúng rồi, trong phòng dạp. Tối, phòng tối dạp tối thì là anh nói là, thì là em hình dung nó là buổi tối rồi đúng không? Nó là tối rồi. Đấy. Đây là cái điều chỉnh bốn cái nút này. Ở đây nó có một cái nút ở trên đầu kính, nó có một nút này. Zoom. Em gạt lên zoom này thì nó là zoom. Em gạt xuống focus thì nó là V focus. V focus thì đây lại có cái AF và MF này. Tức là ví dụ thường thì anh em mình quay AF tức là auto focus được, zoom đến đâu lên đến đấy. Rồi, đúng không? Rồi. Thế còn nếu mà em muốn xóa phông hoặc là quay nghệ thuật đấy. Rồi. Thì bắt đầu lúc đấy em mới bấm vào cái phím này cho anh cái thì nó lên cái bàn tay này. Lúc đấy em về ở đây để em lấy led này. Đó. Nó dựng như là xóa phông luôn. Nó dựng tựa như kiểu xóa phông, ví dụ như là em lấy led cái lấy led vị trí nào đấy thôi hả? Cái chai này thì nó mờ cái phông hình đằng sau kia đi. Đấy gọi là xóa phông. Thế là mình ấn vào phím AF MF này để cho lên cái bàn tay có chữ F này này. Thế xong mới bắt đầu chỉnh xoay vòng tròn. Cái vòng vành tròn này để vòng tròn chiếu mét đúng không? Theo ý mình nhá. Thế còn khi mình dùng xong nó rồi mình lại phải bấm lại AF một cái, MF một cái chỉnh xong.